nắng muốn chôn các bạn ơi. Thì đó là một chiếc Wanfa bụng đời 2015 máy zin hết, giá là cũng hỗn nghệ cho anh em về xanh sửa 12 triệu rồi. Vậy đó các bạn ơi, bản số Đồng Tháp 67 B1, hình như là B1, hình như nó nằm ở Thanh Bình đó, Thanh Bình hay gì đó phải không. Thì tất cả nó đi hết vậy đó, giá 12 triệu, giá yêu thương ha, giờ anh em xanh sửa được ha. Rồi giá đó là giá lái ha, tất cả zin hết. Đây đóng bắt đóng bụi mà tùm lum tùm la ha các bạn. Giờ các bạn xanh sửa chịu khó rửa giấy đi ha. Áo là áo green, phục là phục magic. Bô là bô green là 2015 đó, bô đen. Dành là dành green tất cả thì theo hot vậy đó, thì anh em theo. Ổ khóa đó, ổ khóa lai hay gì ta? Rồi tất cả đều theo cái gì đó các bạn ơi, giá là 12 đó, bây giờ có thể anh em còn lái có thể xanh sửa được đó. Rồi hoặc là mình là khách xài, mình mua bên Đồng Tháp qua mua chiếc này giờ vẫn là rẻ hơn so với một số xe khác người ta đang bán ha, giá là giá yêu thương. Rồi chỉ có 12 triệu thôi tại chợ mới ha. Cô chú bác anh chị em nào muốn mua xe này thì nhanh tay, thì còn nắm tay thì cũng còn ha. Rồi quá mạnh các bạn ơi, lớp nhà đại khái gì đi.